Hey, xin chào tất cả các bạn, tôi là Đạt Yellow và hôm nay là một video Elden Ring khác nữa. Ở trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ cùng các bạn hoàn thành khu vực Storvale Castle luôn ha. Xuất phát từ cái Sacha Grace này, các bạn sẽ muốn chạy thẳng ra ngoài và đi vào cái đường nhỏ nhỏ mà các bạn thấy có mấy con chuột ở trong video trước ý. Bỏ qua hết cái đám này là không cần quan tâm gì hết. May ra là mình sẽ muốn giết một hai đứa nào đấy để đảm bảo rằng mình không bị theo dấu. Úp. Ok, giết hai đứa này thôi ra, không cần bận tâm thêm. Con chó này không biết nó có đuổi theo mình tới tận ở trong cái hang chuột này không. Mày rồi đứng đây thì quay lại thử ha, nó vẫn đi theo mình. Ok rồi, mấy con chuột này mình không biết, mình đoán là mình sẽ giết tụi nó luôn. Tốn một lần hồi máu vì mấy đứa dớ dẫn này. Ây, rồi chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục đi xuống phía dưới ha. Rồi từ chỗ này thì đầu tiên mình và các bạn sẽ vòng lên trên đây để lấy một món đồ duy nhất, chỉ lấy một món đồ duy nhất thôi. Là một cái khuôn buông cũng không hẳn là quan trọng gì mấy, và thực ra xét công bằng mà nói thì mình đã có thể lấy được món đồ đấy ở trong video trước nếu mà mình phần nào để sắp xếp các cái ưu tiên, các cái thứ tự làm việc của mình hợp lý hơn tí. Nhưng mà phải biết sao giờ. Rồi chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục đi lên cầu thang này ha. Ở đây thì các bạn sẽ gặp hai đứa Banished Knight, và nếu mà được thì các bạn áp sát trước một đứa như thế này để rồi chúng ta sẽ hạ nó. Và tương tự với này. Rồi tiếp tới thì các bạn sẽ đi qua cái cầu gỗ này và vòng quanh đây để giết thêm hai đứa. Úp, what? Khởi đầu video quá tệ rồi. Và xong được. Chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục. Rồi ở đây thì các bạn sẽ muốn hạ gục hai thằng này và sau đấy lấy cái khúc bút ở trên cái xác ở trên đây. Và nhìn xuống phía dưới thì các bạn thấy cái sân lớn, xem như là chúng ta đã hoàn thành một vòng tròn nhỏ hoặc là một vòng rưỡi trong vòng tròn nhỏ gì đấy, các kiểu các kiểu. Rồi bây giờ thì sau khi lấy được món đồ mà mình nói là duy nhất ở đây thì thật ra chúng ta sẽ đi tiếp tục lấy một món đồ khác. Lấy tương đối nhiều đồ. Nhưng mà sao thì ở chỗ này các bạn sẽ muốn nhảy xuống phía này. Và để làm được việc đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ phía sau này ha. Chỗ này sẽ phần nào đấy an toàn hơn tí. What? Mình không thể nhảy được từ đây à? Yo boy. Ok, được rồi. Giết thằng này trước. What? Có đứa nào mới bắn mình vậy? Yo. Để xíu. Máy ra chỗ này. Tốt hơn thì mình nên trang bị cung. Nhưng mà thôi kệ, này cũng được, không sao. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi lên trên đây ha. Giết này. Rồi sau đây nhảy xuống dưới đây và giết thằng cầm nỏ này. Tụi bên kia nó vẫn đang thấy mình. Ok, món đồ thứ hai mà chúng ta muốn lấy đây sẽ là cái Avalanche này. Thêm một món vũ khí nữa. Và bây giờ thì tiện nhất, có cách nào để mình có thể vọng ra phía sau tụi nó không nhỉ? Hồi đó mình làm như thế nào ta? Mình đoán là hồi đó mình chơi phù thủy thì đơn giản hơn rất là nhiều. Xong được, ở đây thì chúng ta sẽ xài cung như thế này vậy. Thêm cái nữa. Nhóc con. Rồi, như vậy là hết mấy đứa tầm xa ở đây mà phải không? Yeah, như vậy thì giờ chúng ta cũng có thể đi xuống một cách tương đối đơn giản tí. Nice. Và như vậy thì chúng ta sẽ ở phía sau nguyên cái đám lính ở phía ngoài. What? Cái đấy mình đã tưởng là trúng cả hai đứa, không phải rồi. Và sao tụi này có thể làm mình khựng lại được? Yo. Tào lao hết sức. Mất máu hơi bị nhiều, hơi bị khó chịu. Rồi chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục ha. Ở chỗ này thì mình không nghĩ là có cách nào khác ngoại trừ việc giáp lá cà với tụi nó. What? Cái đó mình né quá sớm à. Ây, tiếp tục thôi. Còn một đứa bên này nữa. Và một đứa bên này nữa. Uff.
Công bằng mà nói thì hồi nãy mình xuất phát từ trên có vẻ hở thuận lợi hơn là đi từ phía dưới như thế này. Ây, rồi không sao không sao không sao, chúng ta cũng sẽ tiếp tục. Mấy cái đứa nọ ở trên nữa. What? Tại sao mày lại giơ trước mặt? À. Đợi mình xíu, mình sẽ chạy lên phía trên luôn. Trời. Ai, ok. Vẫn còn một đứa ở trên kia. Cái đấy là cái lần hồi máu cuối cùng của mình luôn. Right, thật ra nếu mà các bạn xuất phát từ cái side of grace hồi nãy thì các bạn nên đi theo hướng ở trên thì sẽ thuận lợi hơn là đi phía dưới như này. Nhưng mà và chúng ta đã lỡ xuống dưới đây rồi cho nên là các bạn cũng sẽ cùng dính dưới đây với mình luôn. Ôi, mình đoán là các bạn sẽ có một cái lộ trình đi nào đấy phù hợp hơn và thuận lợi hơn so với những gì mình đang làm bây giờ. Nhưng mà sao không được, bỏ qua chuyện đấy bên, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng vào đây để mở cánh cửa chính dẫn vào Stormveil Castle ha. Rồi trong lúc đấy thì lấy cái này, kích hoạt cái này, không cần ngồi nghỉ bởi vì quay ra ngoài đánh lại Azuki rất là phiền. Chúng ta cũng sẽ cùng qua ngoài đây và lấy cái món đồ này, rồi sau đấy tiếp tục quay lại bên ngoài để lấy thêm được vài món đồ nữa ở phía cổng thành và tiếp tục đi vào. Mày cái thằng kia dâu. Rồi bỏ qua nó ha, các bạn sẽ muốn chạy thẳng qua bên này. Rồi sau đấy vào trong đây. Chỗ này thì sẽ có một con sư tử nhưng mà nếu mà các bạn không muốn, các bạn không cần đụng vào nó, tha cho nó đi. Chúng ta sẽ chạy thẳng vào trong đây. Và cùng với đấy thì mình sẽ cùng với các bạn an toàn để kích hoạt cái Site of Grace này luôn. Chúng ta sẽ quay lại cái Site of Grace này sau khi mình và các bạn đánh bại được Godric. Nhưng mà từ giờ tới đó thì cứ như thế này vậy đã. Rồi tạm thời là xong một cái vòng tròn siêu quay quá, mình vẫn còn bị theo dõi bởi con sư tử bên ngoài cho nên mình không bật bản đồ. Ô bây giờ thì bật được rồi, chúng ta cũng sẽ cùng bắt đầu lại từ cái Rampart Tower này phải không ta, hay là cái này ta, Lakeside Chamber, mình đoán là cái này thì phải. Ok, đúng rồi, bắt đầu từ đây. Rồi bây giờ thì mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là mở cánh cổng này ra và may ra trước đấy là mình cũng sẽ cùng với các bạn làm một số việc khác nữa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quay trở về cái chỗ của mấy con chuột hồi nãy để mình chỉ cho các bạn hướng đi phần nào đấy có thể là thuận lợi hơn tí xíu xìu xiu so với cái đường mà hồi nãy mình mới chỉ cho các bạn ha. Chúng ta sẽ chạy thẳng xuống dưới đây, bỏ qua hết cái đám này, bỏ qua đám chuột luôn. Rồi khi mà tới đây thì nếu các bạn đi qua bên đây thì leo lên phía trên sau đó tiếp tục như hồi nãy thì các bạn sẽ đến được chỗ có mấy món đồ kia. Còn nếu không thì các bạn có thể đi xuống dưới đây hạ gục mấy con cầm nỏ như thế này. Nhưng mà trước đấy thì hạ xuống dưới đây để hạ con để biết giết được con cầm nỏ ở tầng cao nhất ha. Sơ sơ là như thế. Rồi ít nhất là mình cũng có thể chỉ cho các bạn như thế và tạm gọi là chấp nhận được về cái việc thiếu sót của mình trong trong nguyên cái đoạn hồi nãy mà mình chọn một đường nào đấy không hẳn là thuận lợi lắm. Nhưng mà giờ sao thì bây giờ tiếp tục không, chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng cái thang máy là cái hướng còn lại ở trong cái chỗ này. Để lên được phía trên. Rồi, bây giờ từ cái chỗ này thì các bạn sẽ ra được một khu vực mới và phía kia thì các bạn thấy một cái Site of Grace. Cái Site of Grace đấy sẽ ở ngay chỗ của Godric luôn, ngay sát Godric luôn. Chúng ta cũng sẽ cùng đến đấy sau. Trước đấy thì mình cũng sẽ cùng các bạn giết mấy đám người lưu ở trong đây cẩn thận, bởi vì phía trong sẽ có một con người lưu lớn nữa. Rồi bây giờ thử con lớn này ha. Right,
Sau đấy thì chúng ta cũng sẽ có được một cái crack spot ở trong chỗ này. Hai cái à? Hai cái crack spot. Hay đó. Rồi bây giờ thì tiếp tục. Ở đây thì các bạn sẽ muốn giết con bọ hùng này để lấy một cái Ash of War luôn, bởi vì tại sao không? Chúng ta sẽ lấy được Stormcaller. Rồi tiếp tới thì các bạn sẽ muốn chạy về cuối của cái hành lang này để lấy món đồ này, và sau đấy lấy đà để chạy qua bờ bên kia ha. Rồi men theo đường này dần thì các bạn có thể nhảy qua được cái cửa sổ bên kia. Wait, no! Lúc đấy mình đè sai quá. Well, sao không được, không sao, 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 chúng ta sẽ thử lại. Video hôm nay hoàn toàn không hề thuận lợi tí nào so với video trước, thì mình đoán là tương đối rất là mượt. Còn đây thì tương đối tệ. Well. Nhảy quanh đây. Rồi sau đấy đi quanh đây dần. Lấy đà. Rồi sau đấy thì các bạn sẽ tiếp tục đi ra phía bên ngoài như thế này và vòng qua bên phải ha. Chỗ này hình như không có. Chỗ này sẽ có một mớ người hầu. Nấu. Ủa như vậy là ở bên đây rồi. Ở đây sẽ có thêm vài món đồ nữa, các bạn cứ lấy hết ha. Trinus Lily. Và hai cái này. Rồi tiếp tục vào bên trong thì các bạn sẽ gặp được nguyên một mớ người hầu. Xử hai ngày trước ha. Rồi tiếp tục đi xuống phía dưới. Vẫn còn. Vẫn còn. Ok. Chúng ta kiếm được Man on Tower Shield. Và sau đấy nếu mà các bạn ra ngoài thì chúng ta sẽ gặp được nguyên một cái cầu thang lớn bằng đá như thế này. Nhảy xuống dưới và tiếp tục ha. Ở đây sẽ có một cái Golden Rune, các bạn có thể lấy cái này hoặc là không. Lấy cái này thì hơi phiêu, nhưng mà nếu mà lấy được thì cũng hơi 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 đáng là một cái Golden Rune 5. Rồi tiếp tục. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng nhảy xuống cái. Khoan, từ từ. Đi theo đường này thì sẽ dẫn về cái Site of Grace khi nãy. Yeah, hay đó. Mình có cần ngồi nghỉ luôn không? Mình nghĩ là mình có thể ngồi. Thật ra cũng không cần ngồi nghỉ đâu, mình vẫn còn đủ. Rồi, chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục đi xuống dưới đây ha. Tiếp tới thì các bạn sẽ muốn nhảy qua mấy cái mái nhà nhỏ này. Đầu tiên thì ở trong cái hốc trước mặt sẽ có một con dơi, nếu mà được thì các bạn bắn hạ nó trước ha. Rồi. Sau đấy thì vào đây để lấy mấy món đồ dớ dẫn là Tyria Leaf thêm một lần nữa. Tiếp tới lần này. Và con này. Rồi sau đây thì chúng ta cũng sẽ cùng đi xuống. Ở đây không có đồ gì. Ra ngoài đây thì các bạn sẽ thấy được một cái dốc này. Úp 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 xem tí nữa nó xuống dưới. Rồi nhảy qua bên đây để lấy được cái này. Và sau đây nhảy xuống dưới đây. Và cứ mang theo đường này thì các bạn cũng sẽ dơ xuống được bờ phía dưới này một cách an toàn. Ở chỗ này, ở nguyên đoạn này thì chỉ có chuột mà thôi. Các bạn có thể bỏ qua cũng được, hoặc muốn đánh cũng được, không ảnh hưởng. Quái quá, cái này không hơi trúng được con đấy à. Ok. Rồi, sẽ có một con chuột lớn ở đây. Rồi, cứ đi tiếp ha. Quay quá, nó có rớt đồ gì mà nè. Cứ như này thì các bạn sẽ đến được chỗ của một con bọ hùng. Và nếu mà các bạn giết con này thì chúng ta sẽ có được một cái phép là Rank Call. Rồi cứ tiếp tục đi. Đến chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy nguyên một cái võ đài lớn, đấu trường lớn ở phía dưới. Chỗ này là chỗ mà mình và các bạn sẽ gặp một con trùm là Ulcerated Tree Spirit. Và
mình sẽ cùng với các bạn giết nó luôn, bởi vì tại sao không, chúng ta sẽ gắn cái con dao găm của mình vào để có thể sử dụng Golden Vial rồi. Hồi mana luôn ha, hồi mana luôn, hồi máu luôn, bởi vì mình cũng không cần quan tâm nhiều lắm nữa. Rồi xuống, đợi vài giây. Mình sẽ cần hồi máu và hồi mana luôn. Ok. Thật ra cũng không cần hồi mana lúc đấy, trong lúc mà hồi mana thì mình đã có thể sử dụng được, không phải đã sử dụng mà mình đã sử dụng luôn cả hai đòn đánh để hạ gục được con Ulcerated Spirit này và kiếm được một cái Golden Seed. Rồi bây giờ thoải mái lượm đồ thôi ha. Thật ra có một cách nữa để các bạn phần nào đấy dễ dàng đánh bại con này, nếu mà các bạn là lớp nhân vật sử dụng phép hoặc là những đòn đánh từ xa thì cơ bản là các bạn sẽ chạy thẳng về cuối đấu trường như thế này, sau đấy leo lên cái cầu thang này rồi đi một vòng siêu dài để đến được cái G hồi nãy chúng ta bắt đầu nhảy xuống dưới đây và hạ gục được con này. Tương đối mất công nhưng mà cái đấy là cách an toàn. Rồi dù sao thì bây giờ mình cũng sẽ cùng các bạn quay trở về đây thêm một lần nữa để chúng ta khám phá, để chúng ta vẽ thêm một vòng tròn nhỏ trước khi vào chỗ của Godric ha. Khoan từ từ. Oh, mình đi sai chỗ rồi, đáng lẽ chỗ này mới đúng. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái thang máy đây. Gọi nó xuống. Đi ra ngoài đây và bây giờ thì chúng ta sẽ chạy thẳng tới cái Size of Grace ở bên kia để kích hoạt nó trước. Đáng lẽ hồi nãy mình nên làm việc đấy để rồi chúng ta không cần đi nguyên cái bước thang máy này nọ dễ dàng dễ dẫn. Rồi nhưng mà dù sao thì không sao, không sao, không ảnh hưởng quá nhiều. Rồi chúng ta cũng sẽ cùng quay ra ngoài và rẽ trái liền để gặp được một con troll và hai đứa ở dưới như thế này. Chỗ này thì giờ nếu được thì các bạn nên giết nó luôn. What? Ok. Oh, lúc đấy mình đánh dở hơn mình tưởng rất là nhiều. Vì sao thì tiếp tục các bạn có thể đi vào cái hẻm nhỏ này để lấy thêm được một món đồ nữa. Và sau đấy ra ngoài đây để lấy được một cái Golden Seed ở chỗ cái cây vàng này ha. Cùng với đấy là một cái Trainer's Lily. Hồi máu, hồi mana nếu được. Bởi vì ở đây thì các bạn sẽ muốn bắn chết mấy con đại bàng này. Úp, mình đang để cái dao găm ở đây. Chúng ta sẽ trang bị cái tên như này, cung chứ hả, không phải tên, xin lỗi, và bắn chết tụi này. Ô oh. Oh no, right. Cái đấy yếu hơn mình nghĩ rất là nhiều. Main là mình xíu à, thật ra là thật ra từ giờ cho đến nguyên cái đoạn phía trước cũng không còn món đồ gì ngoài trừ cái này, cho nên các bạn giết cũng được, không giết cũng không ảnh hưởng, chúng ta sẽ bỏ qua vậy hả. Thay vào đấy thì mình cũng sẽ cùng các bạn đi vào trong đây để lấy được một món đồ ở trong góc này, và cùng với đấy là nói chuyện với bạn Nephilim. Bạn này thì phần nào cũng có thể xuất hiện trong trận đấu với Godric với tư cách là một bạn NPC mà mình có thể triệu hồi để giúp đỡ. Và mình cũng sẽ triệu hồi bản luôn, bởi vì mình nghĩ là nếu mà không triệu hồi bản thì cũng không làm được cái hệ thống nhiệm vụ của bản mà ho. Và mình không chắc, cái đấy mình không chắc 100% là đúng hay không, nhưng mà kiểu gì thì mình vẫn sẽ gọi để đảm bảo rằng mình không bị lỡ cái nhiệm vụ của bạn ấy. Như sao thì bởi vì hồi nãy mình mất máu và mana tương đối xàm, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng ngồi nghỉ trước khi đối mặt với Godric ha. Rồi chúng ta sẽ gọi Nephilim ở đây và mình cũng sẽ cần các bạn chuẩn bị tí xíu. Chúng ta sẽ bỏ con cây cung chứ không, mình đang định nói con dao. Và sau đấy bỏ con dao vào như thế này.
Rồi, sau đấy là một cái physics ở đây. Golden Vow ở đây. Wait, what? Golden Vow ở đây. Rồi, chuyển sang cây kiếm của mình. Cầm hai tay. Vô. Mình không chắc lắm về cái tầm bắn của cái sóng chấn động của mình, cho nên là chúng ta sẽ đứng từ đây ha. Không xa lắm nhờ. Và cái đấy là ô, có thể làm mình khựng được lại luôn rồi. Dâu. Rồi, à, như vậy chúng ta sẽ lại gần vậy, không sao. Sau đấy lại gần. Có mana thêm cái nữa. Ok. Tương đối đơn giản ha. Và sau khi hạ gục được Godric xong thì chúng ta cũng sẽ mở ra được một cái Site of Grace ở đấu trường này. Và nếu mà mình nhớ đúng thì chúng ta sẽ cần ngừng nghỉ cái Site of Grace này. Thì bạn Nepheli Lu mới quay trở về Roundtable Hold. Và lúc đấy thì chúng ta mới có thể tiếp tục chuỗi nhiệm vụ của bạn được. Nên, đầu tiên thì lấy hai cái này. Và sau đấy thì chúng ta sẽ ngồi nghỉ ở đây. Và tiếp đấy thì mình cũng sẽ cùng các bạn quay trở về cái Site of Grace khi nãy là cái này. Để rồi chúng ta sẽ vượt qua cây cầu lớn ở đây và kích hoạt cái Great Rune đầu tiên và gần như là duy nhất của mình là cái Godric's Great Rune ha. Cái Great Rune này phần nào đấy các bạn thấy ở phía góc trái màn hình của mình đang có một cái ô hình bát giác đang trống ấy. Cái đấy thì là chỗ để các bạn có thể gắn Great Rune, và Great Rune có thể xem là bùa lợi. Nhưng và cái bùa lợi này sẽ theo các bạn cho đến khi các bạn chết, nên cũng khá thú vị, nên cũng khá hữu ích. Phần nào đấy nếu mà các bạn có thể giữ cho nhân vật các bạn sống đủ lâu thì giá trị của cái Great Rune mà các bạn kích hoạt đấy sẽ càng nhiều. Sơ sơ là như vậy. Rồi, nhưng mà tới đó hay hả? Còn bây giờ thì mình cũng sẽ cùng các bạn đánh bại con gọi là mày trước. Úp. Nguy hiểm quá. Thêm cái nữa. Tụi Golem ở đây thì cũng sẽ có phần trăm rớt cái rớt mấy cái món đồ của tụi nó đang cầm, giống như là cái cung hoặc là cái rìu. Mình sẽ cần hồi máu và mình sẽ muốn giết thằng Golem cầm cung này trước, bởi vì tầm xa của tụi nó thì nguy hiểm hơn rất là nhiều. Mình sẽ đợi đây, khi nó bắn xong rồi chúng ta sẽ chạy thẳng chân của tụi nó luôn ha. Hồi nãy nếu mà mình quan sát đúng thì chúng ta sẽ cần dính hai lần sóng chấn động. Ok, nó bắn được dưới chân luôn, ghê trời. May mắn thì các bạn cũng có thể có được cái trang bị của tụi nó đang cầm. Giống như, không, mình đang định nói là chúng ta sẽ lấy được. Chúng ta đã lấy được một cái Golem Great Bow. Nhưng mà đáng tiếc không phải như thế. Rồi, đem cái này ra. Trên nguyên cả cái khu vực lớn này không có bất kỳ món đồ nào, và ít nhất là không có bất kỳ món đồ nào ở trên đường các bạn di chuyển từ cái Site of Grace đến cái cánh cổng dịch chuyển ở đây. Nhưng mà ở đằng sau cánh cổng dịch chuyển này thì lại có tới hai món đồ mà các bạn có thể lấy. Một là món đồ rác nào đấy, cotton thì phải, và thứ hai là một cái mũ bọ hung. Chúng ta sẽ lấy hết, bởi vì tại sao không. Soft cotton ở đây và cùng ở đấy. Ash of War. Rồi, bây giờ thì quay trở lại lên trên ha. Rồi, tới đây thì các bạn sẽ tương tác với cổng dịch chuyển này để qua bờ bên kia. Và cùng với đấy là đi thẳng về phía trước như thế này để mở ra được một khu vực mới. Không phải khu vực mới, khu vực này siêu nhỏ luôn, siêu. Và cũng không hẳn là mới nữa, khu vực này vẫn tính là trong Limgrave. Nhưng mà cơ bản thì chỗ này sẽ là nơi để kích hoạt cái Great Rune. Thì
các bạn cần vào chỗ này và sau đấy làm mấy việc linh tinh mà mình sắp làm ở đây thì chúng ta mới có thể sử dụng cái bùa lợi mà hồi nãy mình có đề cập được. Thì cơ bản là sẽ có một số con trùm ở trong cái game này cho các bạn một số bùa lợi nhất định, và ví dụ là Godric đi, Godric mình với hạ gục thì cái Great Rune của Godric sẽ giúp cho chúng ta cộng 5 điểm chỉ số cho mọi chỉ số luôn hả, cộng 5 điểm cho mọi chỉ số của nhân vật của mình, rất là xịn. Và may ra là đến New Game Plus 7 hay là New Game Plus 5, ít nhất là New Game Plus 4 hay sao đấy, thì cái Great Rune này mới hết hữu ích. Hoặc nói đúng hơn là không hữu ích bằng một số Great Rune khác. Còn cá nhân mình thấy là ở trong New Game, nghĩa là lần đầu tiên mà các bạn chơi, thì cái Great Rune đấy vẫn là cái Great Rune cho nhiều giá trị nhất. Rồi, nhưng mà nên là bây giờ và đến khi mà mình kết thúc series này thì chắc là mình chỉ sử dụng cái mỗi cái Great Rune đấy mà thôi, nếu không có gì thay đổi. Rồi, dù sao thì các bạn sẽ muốn đi vào cái chỗ hai ngón tay này tương tác với cái Great Rune ở đây để chúng ta kích hoạt. Yeah. Rồi, tiếp tới thì mình cũng sẽ cùng các bạn. Ô, cái đấy vẫn chưa là kích hoạt nha, chúng ta sẽ cần lắp cái Great Rune vào sau đấy làm mấy việc linh tinh khác nữa. Nhưng mà trước đấy thì mình cũng sẽ cùng các bạn quay trở về cái Site of Grace của Godric để rồi chúng ta có thể đi ra phía sau và lượm thêm được một món đồ khác nữa trước khi gặp một nhân vật NPC tương đối thú vị, tạm gọi là như thế. Mình không nhớ bên nào là đường cụt, mình nhớ nếu mà mình bây giờ bắt buộc đoán thì mình sẽ đoán bên đây là đường cụt. Như vậy nó sai rồi, bên đây là đường đúng. Không sao, không sao, không sao, các bạn có thể di chuyển như thế này để đến được khu vực phía bên dưới ha, và từ chỗ này thì các bạn sẽ lăn xuống dưới đây để ở phía sau, bởi vì sẽ có một con ma và bên cạnh con ma này sẽ là một cái Sabri Regrave. Và tiếp tới thì các bạn khi di chuyển ra phía ngoài này sẽ gặp được một cái Site of Grace mà chúng ta đã khám phá ra được từ những video trước rồi, là cái Cliff Facing Site of Grace gì gì chỗ này nè. Chỗ này các bạn còn nhớ không ta? Ở dưới kia sẽ có một cái nghĩa địa, ở bên đây thì sẽ có một cái nhà thờ để chúng ta có thể lấy được một cái Secret Tear và gặp bạn Thoth, bạn nhờ mình đi đến Raya Lucaria để làm bài việc linh tinh gì đấy. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng sẽ gặp bạn Boss thêm một lần nữa. Dơ da dơ dẫn. Rồi, sau đấy thì chúng ta cũng sẽ gặp bạn Haera trong trường hợp này, và bạn nói là bây giờ em bị mù nhưng mà nếu mà em ăn nho thì tự nhiên em sẽ thấy cái gì đấy hay ho, cho nên là mình sẽ cho bạn một trái nho như này. Rồi, và đấy là tất cả. Rồi bây giờ thì sao, bây giờ thì mình cũng sẽ cùng các bạn quay trở về Round Table Hold, hoặc là mình có thể làm gì khác nữa không nhỉ? Mình nhất thời không nhớ là chúng ta có thể làm gì khác, cho nên chắc là cứ quay trở về Round Table Hold đi ha. Rồi mình cũng sẽ cùng các bạn tương tác với bạn Nephilim làm mấy việc linh tinh ở trong Round Table Hold này trước khi chúng ta nâng cấp nhân vật và kết thúc video. Đầu tiên thì các bạn sẽ muốn đi về cửa bên này để đến được chỗ của Twin Maiden Husk và gặp được bạn Nephilim đây. Bây giờ thì bạn sẽ cho mình một cái bùa Arsenal Charm. Cái bùa này sẽ giúp chúng ta mang nhiều trang bị hơn. Và đấy là tất cả. Rồi, bây giờ thì mình cũng sẽ cùng các bạn đi về cái cửa đối xứng với cửa này, là ở bên đây. Để rồi chúng ta sẽ đi xuống phía dưới và phát hiện ra được một cánh cửa có tấm màn sương đang che khuất. Thì ở chỗ này các bạn có thể sử dụng một cái Stone Sword Key để mở ra, và cái cánh cửa này sẽ dẫn đến một cái nỏ thì phải. Đợi xíu, nó sẽ trong cái rừng này nè. Nice. Rồi tiếp tục là mở cái này ra. Thì chúng ta sẽ có được một cuốn sách dạy phép, và cái phép này, cái này cần tốn tới hai cái Stone Sword Key lận thì là phí phạm. Rồi như sao thì ở đây các bạn sẽ kiếm được một cái phép, và cái phép này sẽ cho chúng ta một số cái incantation, một cái phép faith nào đấy hoặc là hai cái phép faith nào đấy liên quan tới việc ẩn thân, gọi là ẩn thân chi thuật. Sơ sơ là như thế. Rồi tiếp tục thì giờ sao nữa ta? Bây giờ thì các bạn có thể nói chuyện với bạn Roger khi mà, hoặc là Roger, mình chưa bao giờ tìm hiểu xem bạn ấy phát âm là như thế nào, là bạn này. Sau khi mà chúng ta đánh bại được Godric,
nói chuyện lum lê ở đây ha. Thì chúng ta sẽ có được Rogier's Rapier plus 8, là khá là xịn. Rồi cùng với đấy thì nói thêm mấy thứ linh tinh nữa. Nói về này cũng được mặc dù cũng không cần. Và đấy là tất cả. Bây giờ thì việc cuối cùng mà mình và các bạn sẽ muốn làm ở trong Roundtable Hall là đi xuống dưới đây và chuẩn bị đối mặt với một đứa NPC xâm lấn. Ui, nó né được cái đấy hả? Nó né được cái này luôn, ghê trời. Nguy hiểm. Ở chỗ đấy thì mình bị frostbite hơi nhiều, cho nên là... cái đấy là nó né được. Dầu. Right. Và sau khi các bạn hạ gục được map thân Outbreak thì chúng ta cũng sẽ có được một món đồ, tưởng này là một cái khiên, là Tuntal Stun. Với này như không phải là cái khiên thì phải, cái này vẫn là một món đồ quan trọng, tạm gọi là như thế. Và sau đấy thì các bạn có thể đi vào cánh cửa bên đây để lấy thêm được một món vũ khí nữa, Cypher Powder. Yes sir. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở về Roundtable Hall thêm một lần nữa để mình và các bạn kích hoạt cái Great Rune của Godric ha. Đầu tiên thì các bạn sẽ tương tác với cái bàn như này. Sau đấy thì chọn Great Runes như đây. Và tiếp tới thì chọn Godric's Great Rune. Rồi bây giờ các bạn thấy góc bên trái của mình đã có hiện ra dấu hiệu của Godric rồi. Và để kích hoạt cái này thì các bạn sẽ cần trang bị, không phải trang bị mà là sử dụng một cái Rune Arc như này. Các bạn để ý bà thành của mình ha. Tăng lên tương đối nhiều. Và cùng với đấy thì chỉ số nhân vật của mình cũng đã được cải thiện theo hướng tích cực, rất ư là tích cực. Rồi bây giờ thì việc cuối cùng mà mình và các bạn sẽ làm ở đây là bán hết đồ, không phải bán hết đồ mà là bán hết mấy cục rune mà mình và các bạn có thu thập được trong khoảng vài video gần đây để rồi nâng cấp nhân vật. Kế hoạch của mình vẫn sẽ là quay trở về Stormvale Castle và farm trang bị của tất cả những đứa quái vật ở trong khu vực đấy, nhưng mà chắc là mình sẽ không lạm dụng việc đấy để cho chúng ta nâng cấp nhân vật một cách thoái quá đâu. Chúng ta vẫn sẽ giữ nhân vật của mình ở một cấp độ nào đấy mà có thể xem là chấp nhận được ha. Bởi vì xét ra thì cái vũ khí của mình bây giờ quá mạnh rồi, mạnh thêm tí nữa thì có vẻ bớt vui. Nhưng mà dù sao thì với 58.000 điểm rune ở đây thì chắc là chúng ta nâng cấp được hai lần chứ hả? Ba lần luôn không chừng ý. Chúng ta sẽ đẩy một vigor và một strength như thế này. Ok. Và đấy cũng sẽ là tất cả cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để cho mình biết phần bình luận ở dưới. Sau đó ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục xong là vô luôn. Xin chào.